Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Bên cạnh việc háo hức chờ đợi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia vào tối nay 11 tháng 6 để tranh tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, thì hiện nay thông tin đang khiến cộng đồng mạng vô cùng quan tâm chính là việc nữ trọng tài xinh đẹp người Brazil sẽ là người bắt chính trong trận đấu này. Vậy thì thực hư thông tin này ra sao? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia vào ngày 8 tháng 6, thì vào lúc 23:45 theo giờ Việt Nam, ngày hôm nay 11 tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ chính thức tranh đấu với Malaysia để giành tấm vé vào vòng loại cuối World Cup 2022. Liên quan đến trận đấu quan trọng này, thì cộng đồng mạng Việt Nam còn không khỏi xôn xao trước thông tin về trọng tài sẽ bắt chính trong trận Việt Nam-Malaysia. Trên một số diễn đàn bóng đá của Malaysia và TikTok Việt Nam đã xuất hiện thông tin nữ trọng tài xinh đẹp người Brazil có tên là Fernanda sẽ là người điều khiển trận đấu. Và ngay lập tức loạt hình ảnh clip của bóng hồng sân cỏ này đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên, háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, nữ trọng tài xinh đẹp cũng khiến dân tình phải tiếc hùi hụi khi thông tin cô đã theo chồng bỏ cuộc chơi vào tháng 10 năm 2018. Nửa kia của nữ trọng tài người Brazil là đồng nghiệp hơn cô 14 tuổi. Trước thông tin Fernanda bắt chính trận đấu, nhiều cổ động viên Việt Nam đã vào trang cá nhân của cô nàng để xác nhận, thậm chí là trấn an để nữ trọng tài có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bất ngờ khi được dân mạng hỏi thăm, nữ trọng tài không khỏi ngạc nhiên và bày tỏ sự khó hiểu xen lẫn phấn khích. Cô nàng không quên giải đáp thắc mắc từ phía người hâm mộ Việt Nam. Theo đó, Fernanda phủ nhận sẽ bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Nữ trọng tài xinh đẹp còn hài hước đáp trả rằng mình sẽ bắt trận đấu này nếu đi được chuyến bay sớm nhất. Hiện tại, thông tin Fernanda là nữ trọng tài bắt chính trận Việt Nam-Malaysia lan truyền trên mạng xã hội vẫn chưa được xác thực. Thực hư ra sao vẫn phải chờ ban tổ chức công bố vào chiều nay 11 tháng 6. Những thông tin tiếp theo xoay quanh trận đấu này sẽ liên tục được chúng mình cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like cũng như là subscribe cho S News nhé!